Hôm qua, ban tổ chức sự kiện Thế vận hội thể thao Olympic Rio 2016 đã trình làng 13 mẫu poster chính thức được dùng trong sự kiện này. Trong khi từ trước đến nay, đa số các Thế vận hội thể thao khác đều chỉ sử dụng duy nhất có một poster. Các poster chính thức của sự kiện đã được ra mắt trong một buổi triển lãm long trọng tại Viện Bảo tàng ngày mai, nằm cạnh bãi biển Guanabara. Bộ sưu tập poster này được 12 nghệ sĩ người Brazil và một người Colombia thiết kế. Đây đều là những nghệ sĩ được các viện bảo tàng quốc gia đề cử. Đây là một bộ sưu tập. Điều chúng tôi muốn là thể hiện được cảm xúc của chính tất cả các nghệ sĩ đang sống trong nước. Vì thế, chúng tôi đã liên hệ với các viện bảo tàng danh tiếng nhất để họ đề cử người. Trong bộ sưu tập này, mỗi một tấm poster đại diện cho một phong cách, một con người và một khu vực của đất nước. Điều chúng tôi muốn thể hiện là mang những thành tố của tự hào. Đó là những điều rất quan trọng ở đây. Chúng tôi tạo ra một hỗn hợp pha trộn giữa con người, động vật, thiên nhiên, màu xanh nước biển, cũng là màu của thành phố chúng tôi. Triển lãm tranh poster sẽ được mở cửa cho đến ngày 22 tháng 7. Sau đó các bức poster này sẽ được mang về trung tâm phức hợp Teodoro, nơi diễn ra sự kiện Olympic sắp tới.